Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục nhận định soi kèo trên kênh Kèo Bóng Tôn Tử, nơi mang đến cho anh em những góc nhìn chi tiết nhất về những trận cầu tâm điểm được diễn ra trong ngày. Trong ngày hôm nay, Kèo Bóng Tôn Tử cũng đã lên cho anh em hai cái video nhận định soi kèo về hai cái trận cầu tâm điểm được diễn ra vào lúc 23 giờ 45 phút tối hôm nay cũng như là lúc 02 giờ rạng sáng ngày mai. Và những anh em nào mà lướt qua kênh của mình, anh em vẫn chưa có được những cái mã kèo chơi chất lượng nhất về cái cặp đấu này thì anh em có thể ghé vào kênh chính anh em link vào video để anh em tham khảo những cái mã kèo mà chúng tôi cũng đã tham vấn cho anh em nhé. Còn ở cái video này thì Kèo Bóng Tôn Tử sẽ cùng với anh em, chúng ta sẽ cùng đi nhận định và phân tích về cái trận đấu giữa Newcastle với cả Paris Saint-Germain. Trận đấu này thì sẽ được khởi tranh vào lúc 02 giờ rạng sáng ngày mai, ngày 5 tháng 10. Theo như phân tích của những chuyên gia hàng đầu châu Âu về cái tỷ lệ phần trăm giành chiến thắng của hai đội bóng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy được là giới chuyên môn họ đang đánh giá rất cao cho một chiến thắng dành cho Newcastle khi cái tỷ lệ phần trăm giành chiến thắng của đội chủ nhà đang là 42%. Còn cái tỷ lệ phần trăm giành chiến thắng của Paris Saint-Germain thì cũng chỉ có 32% cơ hội có được chiến thắng cho mình mà thôi. Tỷ lệ hòa của hai đội bóng này đang là 26%. Với một cái phong độ của hai đội bóng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy được là Paris Saint-Germain đang có phong độ cao hơn so với Newcastle khi đang là 71%. Sau khi trải qua 7 cái trận đấu mới nhất tại mọi mặt trận thì đội bóng này cũng đang có được cho mình 4 chiến thắng, 2 trận hòa và cũng đã để thua 1 trận. Trong khi đó thì đội chủ nhà Newcastle đang có được một cái phong độ là 4 chiến thắng, thua 2 và hòa 1. Ở thời điểm hiện tại thì Newcastle đang có được 64% phong độ. Với một cái phong độ ở thời điểm hiện tại như thế này thì rõ ràng rất nhiều anh em sẽ hướng đến một cái cửa thắng dành cho Paris Saint-Germain. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết rằng ở thời điểm hiện tại, những cái đội bóng giàu nhất thế giới cũng chính là Paris Saint-Germain và Newcastle. Hai đội bóng đang có hai đại gia sở hữu, họ cũng đã đầu tư rất nhiều vào câu lạc bộ của mình. Newcastle thì cũng đã chi ra rất nhiều tiền ở cái kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Còn Paris Saint-Germain thì cũng đã mang về cho mình một cái bộ mặt mới bằng vị huấn luyện viên, đó là huấn luyện viên Luis Enrique. Và ở cái trận đấu này, liệu rằng Newcastle có hoàn thành được nhiệm vụ mà ban tổ chức họ đề ra là sẽ có được 3 điểm ngay tại sân nhà của mình hay không? Hay chính Paris Saint-Germain mới là cái kẻ mang về cái niềm vui chiến thắng cho chúng ta ở cái mã kèo Harry Cup? Thì ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một số những cái thông tin mà chúng tôi có được trước trận đấu này để anh em chúng ta hướng đến một cái mục tiêu là đầu tư vào những cái mã kèo chất lượng nhất để mang về một cái thành quả lớn nhất cho mình anh em nhé. Nếu như anh em nào mà quan tâm đến cái giải đấu cúp C1 châu Âu thì chúng ta không lạ gì cái việc mà tại bảng F của mùa giải năm nay. Bảng đấu này thì là một cái bảng đấu tử thần, gồm có rất nhiều những cái đội bóng lớn. Đội đầu tiên là Paris Saint-Germain, thứ hai là Newcastle, thứ ba là AC Milan và thứ tư là Dortmund. Và đương nhiên với 4 cái tên này thì bất cứ một cái đội bóng nào bị loại thì cũng là khá đáng tiếc cho người hâm mộ. Tuy nhiên trong bóng đá là vậy, phải có đội thắng và phải có đội thua thì mới có được cái đội vô địch ở cái giải đấu này. Và ở cái trận đấu tới đây, khi mà Paris Saint-Germain làm khách trên sân nhà của Newcastle thì chúng tôi cũng đang hướng đến một cái kết quả tích cực dành cho Newcastle ở cái trận đấu này. Ở cái trận đấu vừa qua thì Newcastle cũng đã hiểu được cái sự khốc liệt ở cái mặt trận cúp C1 châu Âu khi mà họ cũng đã bước vào cái trận mở màn phải làm khách trên sân nhà của AC Milan. Dù là Newcastle cũng đang sở hữu một cái lực lượng vượt trội hơn, nhưng chiếc chòe cũng đã hoàn toàn bị đép vế trước đối thủ tới từ Italia. Và cũng chỉ có may mắn thì mới giúp cho Newcastle cũng đã thoát thua ở cái trận đấu vừa rồi. Ở cái trận đấu này thì chúng ta có thể thấy được là Newcastle họ cũng đã bị ép vế hơn so với cả AC Milan, khi mà tỷ lệ phần trăm kiểm soát bóng cả trận họ cũng chỉ có 46% mà thôi. Newcastle cũng chỉ tung ra được vỏn vẹn có 6 cú sút, trong đó thì chỉ có 1 cú sút đi trúng đích. Và họ cũng không có được một cái bàn thắng nào cho mình.
Trong khi đó thì bên phía đối diện là AC Milan ở cái trận đấu này thì họ kiểm soát bóng lên đến 54%, tung ra đến tận 25 cú sút, trong đó có đến 8 cú sút đi trúng đích. Và với một cái sự xuất sắc của thủ thành Lickbop thì cũng đã cứu thua cho Newcastle không ít lần ở cái trận đấu này. Hai đội thì cũng đã hòa nhau với kết quả là không bàn thắng. Điều này cũng đang cho thấy được là Newcastle họ đang có một cái hàng thủ vô cùng là tốt anh em nhé. Nếu như anh em nào mà đã theo dõi cái trận đấu này thì chúng ta có thể thấy được Newcastle họ đang có một cái đội hình rất là đồng đều. Họ chơi tương đối là đoàn kết và chặt chẽ. Một cái lối chơi bọc lót tốt và hỗ trợ cho nhau rất là hoàn hảo cũng đã giúp cho Newcastle có được một cái thành tích là trận hòa khi phải làm khách trên sân nhà của AC Milan. Và một trong những trận đấu chúng ta cần phải chú ý nhất đó là cái trận đấu khi mà Newcastle tiếp đón Manchester City ngay trên sân nhà của mình trong cái khuôn khổ lượt trận thứ tư của cái giải vô địch Cúp Liên đoàn Anh. Ở cái trận đấu này thì Newcastle cũng đã đánh bại nhà đương kim vô địch Cúp C1 châu Âu với tỷ số cách biệt là 1-0. Một trận đấu mà chúng ta có thể thấy được là Newcastle họ cũng đã tạo lên một cái thế trận chặt chẽ như thế nào. Newcastle là một cái đội bóng luôn biết người biết ta. Họ biết nhường nhịn, họ biết khi nào cần phải tấn công, khi nào cần phải là chủ động phòng ngự. Một cái thế trận mà Manchester City cũng đã giành đến 67% quyền kiểm soát bóng. Họ tung ra đến 9 cú sút, nhưng cũng chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút đi trúng khung thành của thủ thành Nick Pope mà thôi. Điều này thì cũng đang minh chứng được là cái hàng hậu vệ của bên phía Newcastle họ đang chơi tốt như thế nào anh em nhé. Trong khi đó thì Newcastle ở cái trận đấu này họ cũng chỉ kiểm soát bóng có 33%, tung ra đến 5 cú sút và đã có 4 lần bóng tìm đến khung thành bên phía Manchester City. Và một trong tổng số 4 cái cú sút trúng đích này thì Newcastle cũng đã chuyển hóa thành bàn thắng của mình. Họ cũng đã đánh bại Man City ở cái trận đấu này với tỷ số là 1-0. Qua đó thì cũng đã loại trực tiếp Man City ra khỏi cái đấu trường là Cúp Liên đoàn Anh. Một cái thành tích phải nói là hoàn toàn đáng khen ngợi dành cho thầy trò Andy Hull ở cái trận đấu này. Với một cái thành tích tốt như thế này thì rõ ràng là người hâm mộ của Newcastle hoàn toàn có thể mơ đến một chiến thắng khi tiếp đón PSG ngay trên sân nhà của mình anh em nhé. Ở Newcastle thì họ đang cho thấy được cái sự vươn lên tại đấu trường ngoại hạng Anh khi họ cũng đã giành đến 4 chiến thắng liên tiếp. Và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực của câu lạc bộ này trước thềm khi gặp PSG. Và một cái điều quan trọng là Newcastle cũng đang trở lên khó đánh bại hơn bao giờ hết ở cái thời điểm hiện tại, khi mà họ cũng đã hủy diệt tất cả những đội bóng khi chạm trán với câu lạc bộ này. Nhìn vào một cái thành tích ghi bàn của Newcastle thì chúng ta có thể thấy được là khi Newcastle chạm trán phải những cái đối thủ tầm cỡ thì họ thường chơi rất là chặt chẽ và không tạo lên một cái thế trận đôi công. Họ chủ động phòng ngự và phản công, chờ khi nào mà có cơ hội ngon ăn nhất thì họ mới triển khai, và chỉ cần một lần rút súng thôi là họ cũng đã có được một bàn thắng cho mình rồi. Với một cái thành tích phong độ như thế này thì chẳng có lý do gì mà chúng ta không hướng đến một kết quả tốt dành cho Newcastle khi mà họ là một trong những cái đội bóng chơi tại sân nhà của mình tốt nhất anh em nhé. Trong khi đó đối thủ của họ tới đây là PSG thì cũng đang cho thấy được quá nhiều bất ổn sau cái cuộc thay máu mùa hè vừa qua. Huấn luyện viên Luis Enrique thì vẫn chưa thể cầm cương được con ngựa mang tên là PSG. Cuối tuần vừa rồi thì PSG cũng đã để một cái đội bóng đang ở cuối bảng xếp hạng là Clermont cầm hòa với tỷ số là 0-0. Và họ cũng đã tiếp tục để thua một câu lạc bộ không được sánh ngang, đó là câu lạc bộ Lille với tỷ số là 2-3 ngay trên sân nhà của mình. Tuy nhiên thì tại cái đấu trường lớn là Cúp C1 châu Âu thì ở cái lượt trận ra quân, Paris Saint-Germain cũng đã đánh bại Dortmund ngay trên sân nhà với cách biệt nhẹ nhàng là 2-0. Điều này thì cũng đang chứng tỏ được là PSG họ cũng là một cái đối thủ cũng đã trường tồn tại đấu trường Cúp C1 châu Âu. Vì thế thì họ luôn biết cách làm thế nào để cho họ hướng đến những cái kết quả tốt đẹp khi bước tiếp vào những cái vòng trong của mình. Và ở cái trận đấu tới đây khi phải làm khách trên sân nhà của Newcastle thì PSG cũng đã đón chào sự trở lại của tiền đạo chủ lực mang tên là Kylian Mbappe sau khi mà
cầu thủ này cũng đã hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, với những thông tin mà chúng tôi có được thì Mbappe cũng chưa có được cái sức khỏe tốt nhất. Có thể là anh sẽ ngồi trên băng ghế dự bị và sẽ được tung vào sân khi cần thiết anh em nhé. Ở cái trận đấu này thì chúng ta có thể thấy được là hai vị huấn luyện viên họ đưa ra đồng một cái sơ đồ, đó là sơ đồ 4-3-3. Một cái sơ đồ thiên về tấn công. Nhìn vào cái sơ đồ này thì chắc rằng rất nhiều những giới đầu tư họ sẽ hướng đến một kịch bản nổ tài dành cho cả hai đội bóng. Vì PSG họ đang có một cái hàng công khá là tốt, gồm rất nhiều những cái cầu thủ đang có một cái phong độ khá là ấn tượng. Trong khi đó thì Newcastle cũng là một cái đội bóng có hàng công đang rất là tốt. Những cầu thủ như là Almiron, Alexander Isak hay là Anthony Gordon thì cũng đang có những cái phong độ khá là ok ở thời điểm hiện tại anh em nhé. Tuy nhiên thì cái sơ đồ chiến thuật của hai vị huấn luyện viên họ đưa ra ở thời điểm hiện tại thì cũng chưa chắc đã là cái sơ đồ mà hai đội bóng họ sẽ tung ra ở cái trận đấu này. Với một cái sơ đồ chiến thuật như thế này, cùng với đó là cái hàng công khá là mạnh của hai đội bóng, thì chúng tôi tin là trận đấu tới đây hai đội họ cũng sẽ phải dè chừng nhau và họ cũng sẽ chơi cẩn mật hơn anh em nhé. Xét về cái tình hình tương quan lực lượng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy được là huấn luyện viên Andy Hull cũng đang có trong tay những con bài vô cùng là chất lượng. Ông chỉ có 3 cầu thủ gặp phải chấn thương đáng kể, đó là Willock, Werner và Botman. Còn Wilson cùng với cả Zeliton thì hai cầu thủ này cũng đang trong tình trạng sức khỏe là 50-50, có thể là vẫn ra sân thi đấu được. Bên phía Paris Saint-Germain thì một cái tổn thất nặng nề nhất của đội bóng này là thủ thành số 1 mang tên là Keylor Navas thì cũng không thể ra sân ở trận đấu này vì anh vẫn chưa thể phục hồi được chấn thương. Trong khi đó thì Kimpembe và Asensio là hai cái cầu thủ đá khá là tốt trong cái đội hình chính của PSG cũng không thể ra sân ở cái trận đấu này vì gặp phải những cái chấn thương, có lẽ là phải nghỉ thi đấu khá dài anh em nhé. Với một cái tương quan lực lượng của hai đội bóng ở thời điểm hiện tại thì không một ai có thể khẳng định được là đội bóng nào sẽ giành chiến thắng ở cái trận đấu này. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta nhìn lên cái bảng kèo nhà cái thì có thể thấy được là giới chuyên môn họ đang đánh giá cao cho một chiến thắng dành cho Newcastle khi cái mức kèo chấp bóng ở thời điểm hiện tại đang là cái mức chấp 1/4 dành cho Newcastle. Còn kèo tài xỉu ở trận đấu này thì nhà cái đang để cái mức là 2/3/4. Kèo hiệp 1 thì nhà cái đang để mức bằng bóng dành cho hai câu lạc bộ. Tuy nhiên thì điểm ăn của Newcastle là thấp hơn rất nhiều, có 0.75 mà thôi. Tài xỉu hiệp 1 thì nhà cái đang để ở cái mức là kèo 1 hòa, với điểm ăn của cửa tài khá thấp có 0.75. Với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này thì cũng thật là khó để cho anh em chúng ta cân nhắc về cái mã kèo Haricap cũng như là mã kèo tài xỉu, vì rất có thể đây sẽ là một cái trận hòa nữa dành cho Newcastle anh em nhé. Chúng tôi thì đang đánh giá rất cao cho lợi thế sân nhà dành cho Newcastle. Newcastle khi mà họ thi đấu ở trên sân nhà của mình thì họ chưa ngán bất cứ một cái đối thủ nào. Những đội bóng lớn như là Manchester City hay thậm chí là Arsenal thì cũng đã từng bỏ xác tại sân nhà của Newcastle rồi. Vì thế với cái mã kèo Haricap ở thời điểm hiện tại thì kèo bóng tôn tử khuyên anh em lên chọn ở cái mã kèo đó là bằng bóng, chọn Newcastle với điểm ăn là 0.72 là cái sự lựa chọn an toàn dành cho anh em chúng ta đầu tư. Còn với cái mã kèo tài xỉu ở trận đấu này thì với một cái hàng thủ vô cùng là tốt của Newcastle, cùng với đó là cái lối chơi kín kẽ và bọc lót rất là tốt đến từ đội bóng này, thì chúng tôi cũng không hướng đến một kịch bản sẽ là quá nhiều bàn thắng dành cho hai đội bóng. Rất có thể là trận đấu này Newcastle họ sẽ thắng với một cái tỷ số tối thiểu là 1-0 hoặc là 2-0. Vì thế với mã kèo tài xỉu ở thời điểm hiện tại thì anh em có thể cân nhắc cho tôi ở mã kèo xỉu trận 2/3/4 là cái mã kèo tối ưu nhất để anh em chúng ta có thể đầu tư vào ở cái trận cầu này. Với một cái sơ đồ thiên về tấn công như thế này, cùng với đó là Newcastle đang có một cái hàng thủ khá là tốt, thì chúng tôi cũng đang nghiêng nhiều về một thế trận hai đội bóng họ sẽ có nhiều những cái pha phạt góc được tạo lên. Vì thế trận đấu này anh em có thể cân nhắc cho tôi với mã kèo đó là tài góc 10 với điểm ăn đang là 0.94
cũng là một cái sự lựa chọn tối ưu để anh em chúng ta đầu tư mang về cái lợi nhuận cho mình anh em nhé. Rồi, như vậy là kèo bóng tôn tử cũng đã lên nhận định và tham vấn kèo chơi xong cho anh em về cặp đấu giữa Newcastle với cả Paris Saint-Germain được khởi tranh vào lúc 02 giờ rạng sáng ngày mai. Với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này, nếu như anh em mà đã xem video của Tôn, anh em thấy nhận định hợp ý và trùng máu với anh em thì anh em có thể theo kèo ngay từ lúc này. Còn nếu như anh em cảm thấy những cái nhận định của chúng tôi không trùng quan điểm với anh em thì anh em có thể đi kèo ngược lại cũng không sao cả. Vì trên đây cũng chưa phải là những cái mã kèo mà chúng tôi sẽ cho anh em big bet trong các cái hội nhóm. Tất cả những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì cũng chỉ dừng ở cái mức độ tham khảo để anh em chúng ta có được những cái thông tin tốt nhất trước khi đầu tư mà thôi. Còn nếu như anh em mà xác định chơi to chơi lớn ở cái trận đấu này thì các bạn hãy lên chủ động kết nối với Tôn qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram A Còng Kèo Bóng Tôn Tử để anh em sẽ nhận được những cái tham vấn tốt nhất trước khi trận đấu này được diễn ra anh em nhé. Và một lần nữa thì Tôn cũng xin nhắc lại với toàn thể anh em là khi anh em tìm đến Kèo Bóng Tôn Tử để xin tham vấn kèo thì hoàn toàn là miễn phí và chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiệt tình hết mức có thể cho anh em với những cái thông tin mà chúng tôi có được, cùng với đó là những cái mã kèo có tỷ lệ phần trăm giành chiến thắng lên đến 80% anh em nhé. Rồi, như vậy là video cũng đã quá dài rồi. Những cái điều cần chia sẻ thì Tôn cũng đã nói xong với anh em. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý anh chị em chúng ta sẽ có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và sẽ giành được rất nhiều chiến thắng trong những trận cầu mà các bạn sẽ quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.